Dạ, em kính chào thầy và mình chào các bạn. Em là Hồng Loan, đến từ lớp trong nhánh K44. Để tiếp tục clip hôm trước, thì hôm nay em xin phép được nói sâu hơn. Đó là bài khí máu động mạch, viết tắt là ABG. Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là cùng làm những ví dụ tương tự hôm trước với cách lập bảng mới hơn. Phần thứ hai là sử dụng cơ chế bù trừ để dự đoán về một rối loạn axit bazơ hỗn hợp. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Khi đọc một cái kết luận ABG bù trừ như thế nào, nhìn bên tay phải thì cái bảng này là mình kẻ sẵn. Chúng ta đã biết có chuyển hóa toan, chuyển hóa kiêm, hô hấp thì có toan và kiêm. Ta xem chuyển hóa và hô hấp bù trừ với nhau như thế nào, thì ta bỏ thêm cái phần phía bên này nữa là bù trừ một phần, không bù trừ, bù trừ hoàn toàn. Ví dụ ta có một cái kết luận bù trừ một phần toan chuyển hóa. Mình nhắc lại một chút xíu, chuyển hóa được bù trừ, được điều hòa bởi thận, hô hấp được điều hòa bởi phổi, phổi và thận cùng phối hợp với nhau để giữ pH ổn định. Dạ, bây giờ chúng ta bắt đầu cùng làm những cái ví dụ để dễ hiểu hơn nhé. Mình xin nhắc lại một chút xíu về pH. pH bình thường là từ 7,35 đến 7,45. Nếu mà cao hơn 7,45 thì ta gọi là bazơ. Nhỏ hơn 7,35 thì là axit. PaCO2 liên quan đến tính axit, cao hơn 45 thì là axit, bé hơn 35 thì là bazơ. HCO3- liên quan đến bazơ, cao hơn 26 thì liên quan đến bazơ, bé hơn 22 thì liên quan đến axit. Bây giờ chúng ta cùng đi vào ví dụ thứ nhất. pH là 7,49. Thì nó có tính bazơ, PaCO2 24 có tính bazơ, HCO3 trừ 21 có tính axit. Ta nhìn vào pH và PaCO2 cùng nằm vào cột bazơ này nên ta kết luận là có kiềm hô hấp và HCO3 trừ bù một phần. Số 2, pH 7,14 axit, PaCO2 là 35. Bình thường HCO3 trừ là 12 là axit. Nhìn vào pH và HCO3 trừ này cũng nằm vào axit nên ta kết luận đây là một axit chuyển hóa và không bù trừ. Thứ ba, pH. Ta nhìn vào cái thông số này ta điền vào được ha. Nhìn vào thì ta hơi khi khó hiểu một chút xíu. Vì sao mình có cái kết luận này là vì là chúng ta biết là 7,45 là có 7, tiếp theo đó là 7,46, 7,47, 7,48, 7,49, đúng không ạ? Thì pH nó đang, mặc dù nó đang là bình thường nhưng mà nó có thiên hướng là kiềm. PaCO2 nó nằm vào axit và HCO3 trừ nó nằm vào kiềm, thì đấy ta kết luận sơ bộ đấy là một kiềm chuyển hóa và pH nằm ở bình thường nên là đấy là bù hoàn toàn, kết luận là bù hoàn toàn kiềm chuyển hóa. Tương tự câu số 4, đây là quá đơn giản rồi, bình thường ha. Số 5, pH là 7,63, bazơ 24 là bazơ luôn, 18 là axit. pH và PaCO2 cùng nằm vào cột bazơ này, cho nên đấy là một bazơ hô hấp. Ta kết luận là bù một phần kiềm hô hấp. Tiếp theo, từ câu 6 đến câu 10, bây giờ chúng ta sẽ làm nhấn ha. Các cái thông số này thì chúng ta có thể điền qua đây được. pH và HCO3 cùng nằm vào axit, cho nên ta kết luận đây là một axit chuyển hóa và có bù một phần. Ta điền vào các thông số. pH và PaCO2 cùng nằm vào cột axit nên ta đây là một axit hô hấp bù trừ một phần. pH và PaCO2 cùng nằm vào cột axit nên là một kiềm hô hấp
và không bù trừ. Đấy là quá rõ ràng rồi ha, ta kết luận là bình thường. pH và PaCO2 cũng nằm vào cột bao giờ nên ta kết luận đây là một kiềm hô hấp và bù trừ một phần. Quá 10 cái ví dụ thì mình nghĩ các bạn đã rất tự tin về phần này rồi hi. Bây giờ mình đến ngay vào một cái phần rất thú vị, đó là phần 2. Thứ nhất là ta biết cách sử dụng cơ chế bù trừ. Thứ hai là sử dụng anion gap. Sử dụng cơ chế bù trừ là để dự đoán về một rối loạn axit bao giờ hỗn hợp. Nguyên tắc là bù trừ theo hướng đưa pH về bình thường và không bao giờ có sự bù trừ quá mức. Tốc độ bù trừ, rối loạn chuyển hóa được bù trừ bằng hô hấp, còn hô hấp được bù trừ bằng chuyển hóa. Chuyển hóa được bù trừ bằng hô hấp thì nhanh hơn, còn hô hấp được bù trừ bằng chuyển hóa thì chậm hơn. Nguyên tắc xác định thể hỗn hợp. Sự bù trừ không diễn ra như dự đoán á, thì phải nghĩ ngay đến sự tồn tại của một dạng rối loạn thứ hai đi kèm. Sử dụng anion gap là dùng để chẩn đoán về một rối loạn axit chuyển hóa. Em nhắc lại một chút xíu về cái mức độ thiếu oxy máu. Trong clip lần trước thì mình có nói đến PaO2. PaO2 dưới 60 mm thủy ngân thì bệnh nhân sẽ chết. Mình xin lỗi vì nói chưa chuẩn. PaCO2 dưới 60 mm thủy ngân, mình định chỉnh lại là đe dọa tính mạng bệnh nhân mà thôi. Vì nhìn vào bảng, các bạn thấy là PaO2 từ 60 đến 79 mm thủy ngân. Lúc này là SaO2 nằm ở 90 đến 94%, thì ta kết luận đây là thiếu oxy máu ở mức độ nhẹ. Tương tự PaO2 từ 40 đến 59 mm thủy ngân thì ở độ trung bình, và dưới 40 mm thủy ngân là độ nặng. Ta nói thêm về cái trao đổi khí ở phổi. Mình lấy từ cuốn sách Atropless Gases Made Easy, được dịch thuật bởi bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Đỗ Tiến Sơn và bác sĩ Trần Hoàng Long. Các bạn có thể theo dõi ha. Em nói thêm một chút xíu về bù trừ đủ hay không. Thì người ta nghiên cứu là về cái thay đổi tiến phát và thay đổi tỉ phát. Ở đây mình giải thích thêm những cái thông số này ha. Thay đổi tiến phát là PaCO2 là hô hấp á, là có cấp và mạng. Cấp á, nếu mà tăng 10 mm thủy ngân thì pH sẽ giảm 0,05 và HCO3 sẽ tăng 1 mmol trên lít. Nếu PaO2 tăng 10 giảm 10 mm thủy ngân thì pH tăng 0,1 và HCO3 trừ giảm 2 mmol thủy ngân. Tương tự thì chúng ta đọc tiếp theo. Và ở đây là một cái công thức mà em đã tổng kết lại nhằm để dự đoán. Ví dụ axit chuyển hóa thì ta dự đoán PO2 là bao nhiêu? Đây là công thức Winter, là 1,5 nhân HCO3 trừ cộng 8 cộng trừ 2. Cộng trừ 2 đây là sai số cho phép. Tương tự kiềm chuyển hóa cũng vậy. Axit hô hấp và kiềm hô hấp thì ta chú ý hơn là có cấp và mạng, thì ta dùng công thức khác nhau. Em nói thêm một chút xíu về khoảng trống anion. Trong máu các cation được cân bằng với các anion. Tuy nhiên khi so sánh lượng hai lượng cation chính là Na cộng và Ca cộng với hai anion chính là clo trừ và HCO3 trừ, thì ta có một cái giá trị gọi là một cái khoảng trống anion, viết tắt là anion gap. Khoảng trống anion là bằng natri cộng Ca cộng trừ clo trừ trừ cho HCO3 trừ, bình thường là nằm trong khoảng từ 10 đến 18 mmol trên lít. Khoảng trống này là được tạo bởi các anion không định lượng được như phosphat, sunfat và các protein mang điện âm khó định lượng. Tăng khoảng trống anion là trên 18 mmol trên lít là biểu hiện của tăng lượng anion không định lượng này. Em nói thêm một chút xíu về cái toán chuyển hóa. Khi mà nhiễm toán chuyển hóa, cả hai trường hợp thì HCO3 đều thấp. Nếu khi ta tính ra mà khoảng trống anion tăng thì những nguyên nhân có thể là chuyển hóa lactic,
do hạ oxy máu, nhồi máu, sốc, nhiễm trùng huyết, do nhiễm toan ceton, có thể do đái tháo đường này, nhìn đói, ngộ độc rượu, suy thận thì có thể do ứ đọng sunfat, phosphat, urate, nhiễm độc thì có thể do aspirin, methanol, ethylene glycol, tiêu cơ rầm rộ. Và tương tự, khoảng trọng anion bình thường thì nguyên nhân có thể là do nhiễm toan ống thận tiếp 1, 2, 4, tiêu chảy do mắt HCO3 trừ, suy thượng thận, ngộ độc do thức ăn hay là uống aminochloride, sau mở ống thận, sau mở thông niệu quản, đại tràng sigma, dùng thuốc ví dụ như là acetazolamin. Đây là một cái sơ đồ về trạng thái kiềm toan. Ở phần 1 thì chúng ta dừng lại ở cái mức bù trừ này rồi. Và giờ chúng ta tìm hiểu thêm cái rối loạn hô hấp và chuyển hóa hỗn hợp nữa thôi. Để dễ hiểu hơn thì mình mời các bạn vào ngay cái ví dụ cụ thể ha. Bệnh sử làm bệnh nhân nam 68 tuổi nhập khoa cấp cứu vì sốt và khó thở một ngày. Cách một ngày, thăm khám là nghe phổi có rãn ấm, giảm thông khí ở đáy phổi, mạch là từ 128 lần trên 1 phút, tần số thở là 35 chu kỳ trên 1 phút, huyết áp là 95 trên 40mm thủy ngân, SpO2 là 84%. Sau khi mà xét nghiệm khí hoạt động mạch thì ta có các cái thông số này. Và bước tiếp theo là đi đến phân tích. Dựa vào các cái thông số này thì ta cho rằng là pH đang kiềm. Hai thông số còn lại, một thông số là giải thích cho pH, một thông số là liên quan đến cơ chế bù trừ. Thì ta thấy PCO2 này là 25 này, cho nên ta kết luận đấy là một kiềm hô hấp. Và kiểm tra bù trừ HCO3 trừ đây. HCO3 trừ là tại sao ta dùng công thức cấp mà không dùng công thức mạn? Ta biết đó là một cái kiềm hô hấp thì được bù trừ bởi cái chuyển hóa mà ở đây bệnh nhân chỉ có cách một ngày trước, cách một ngày là khó thở này, khó thở cách một ngày này, cho nên là ta dùng là cấp. Và sau khi áp dụng công thức mà lúc nãy mình đã để trong cái bảng 15.5.1 ở slide trước á. Không phải, xin lỗi, mình dùng cái bảng ở trước á, thì mình có một cái kết quả là 21 và mình nó cao hơn bình thường đúng không ạ? Thực tế là HCO3 chỉ là 17, cho nên ta kết luận là có kèm thêm toan chuyển hóa. Về anion gap và anion gap hiệu chỉnh thì đấy là cái bước làm của em. Em giải thích thêm một chút xíu vì sao có cái thông số này là K cộng á là 3,7, nó chiếm tỷ lệ nhỏ mà cái lượng biến đổi là nó hẹp, cho nên người ta bỏ luôn cái ion K cộng này. Bình thường K cộng là 4, nên khi thêm vào công thức thì ta chỉ cần lấy natri trừ clo trừ HCO3 trừ, và bình thường là trong khoảng từ 8 tới 12, và sau khi tính xong là 21 thì nó tăng hơn bình thường. Về anion gap hiệu chỉnh, anion gap hiệu chỉnh là sẽ bằng anion, ở đây là có cái thông số albumin, thì khoảng anion gap được điều chỉnh bởi albumin của bệnh nhân, thì có công thức tính là anion gap đó được cộng cho 2,5 nhân cho 4 trừ cho albumin là bằng 24,5, và bình thường thì là 12, nên ta kết luận đây là toan chuyển hóa tăng khoảng trọng anion. Vậy toan chuyển hóa tăng khoảng trọng anion có những rối loạn kèm theo không? Thì ta đến bước 5 là anion gap hiệu chỉnh trừ 12 chia cho 24 trừ cho HCO3 trừ là 1,8, bình thường là từ 1 đến 2, thì ta thấy nó nằm ở bình thường đúng không ạ? Cho nên ta kết luận đấy là một toan chuyển hóa tăng khoảng trọng anion, không có rối loạn kèm theo. Và bước 6 là đến chuẩn đoán nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao kiềm hô hấp và toan chuyển hóa. Ta nhìn vào SpO2 là 84%, tần số thở là 35 chu kỳ trên 1 phút hơi nhanh đúng không ạ?
cho nên là thở nhanh, cho nên dẫn đến là giảm oxy máu và CO2 cũng đi giảm đi kèm. Cho nên ta kết luận viêm hô hấp do thiếu oxy máu và anion gap tăng, cho nên ta suy nghĩ để nó có thể nằm trong những nguyên nhân mà mình đã để trong cái bảng 1.5.1 ở slide trước. Nguyên nhân có thể là do lactic aceton, hoặc là suy thượng thận, hoặc là do nhiễm độc, hoặc là tiểu cơ vân trầm rồ. Nhìn vào chỉ số aceton âm tính, lactic lactắc hơi cao 5,2 mmol trên lít, bình thường là 0,4 đến 1,5. Về ta kết luận đây là toàn chuyển hóa do tăng axit lactic. Và khi mà thăm khám thì có giảm thông khí ở đại phổi phải, nên ta kết đến đây là viêm thủy dưới phổi phải. Còn nhiều cái ví dụ khác mà các bạn có thể tham khảo trong cuốn sách Atrial Blood Gases Made Easy và những cái tài liệu hay khác. Mình hy vọng các bạn bỏ túi ngay những cái điều mà các bạn thấy hay và thú vị. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.